Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. ZF chứng tỏ vì sao mình được mệnh danh là Best ROI Việt Nam khi đặt thần môn khôn ngoan, giúp Sài Gòn Phantom hội quân nhanh chóng để có pha phản công thắng lợi. Hoàn toàn có thể xếp đồng đội của bên phía Sài Gòn Phantom đến, và đúng là như vậy, họ đã tiếp tục kéo quân lên và đồng năm bọc đầu. Thêm vào đó nữa là cả Lạc Lạc hất tung lên, sử dụng cho mình logo tử quang và sau đó là pháo tử quang. Sài Gòn Phantom vẫn đang tiếp tục đuổi toàn bộ thành viên của Cerberus Esports phải lui về. Grub trong tay Chobit đã có một ván đấu xuất sắc, tiêu biểu là tình huống kéo chính xác và hút trúng tới 3 thành viên của đối thủ. Cây ơi, Phun Hoa tuyệt vời né được đi trong mình chiêu cuối của đối phương. Cây vẫn đang, Phun Hoa vẫn đang cắn lên. Chobit kéo một người, kéo được tên Cây lên TA và TA lên bảng điểm số quá nhanh. Kết hợp với đó là cú hút nữa, phản công dành cho đội tuyển Heavy. Họ lấy được một cái mạng và hai cái mạng rồi ba cái mạng nằm lại. Trong một pha giao tranh hỗn loạn, Nakroth của Gray đã thể hiện được bản năng sát thủ nhạy bén và đem về cho mình cú triple kill. Đây là 5 người của TeamFast, trong khi đó thì Boxing Gaming chỉ có 4 mà thôi. Luyện đấy, mục đến từ Akashi nhưng nó được giải đi đến từ đại điểm ở chói nằm trong tay của Proi. Ara đã mất đi cho mình bất tử thánh nhân rồi, double kill dành cho Way và còn nhiều hơn thế nữa. Liên tục những cái chuyển sinh được sử dụng, triple kill Clearman 3-1 dành cho người đi rừng của bên phía TeamFast. Tình huống tốc biến hạo nhiên trưởng choáng trúng 3 thành viên của Bird LB đã tạo tiền đề để người đồng đội Quang Hải có được cú quát kill. Bã từ trường được đặt ra, thêm vào đó cả luyện mục từ Cyrus nên không làm được bất cứ một điều gì cả. Bird LB băng vào rất sâu ở tuyến trong và khiến cho bên phía Vichy mình phải tốc biến để bỏ chạy, họ không có khả năng phòng ngự nữa. Bird LB làm được hết rồi và họ đã có được sự cấp đầu tiên dành cho Vichy mình. Vẫn là lốp vào đó là Han, anh ta nút theo một người nữa và bắt đầu quật liên tiếp với tốc độ Quang Minh. Và Quang Minh phán quyết, Quang Hải vẫn đang được quẩy trong tình huống này. Anh ta bắn vào vị trí Talon, anh ta nẹt điện lên, tiếp tục bắn vào Talon, bật lên cho mình quả cầu băng xương. Rina sẽ bị hủy diệt. Talon chạy về tế đàn, con rồng vẫn đang nhả vào trụ và sẽ có một đợt lính nữa được đẩy vào khu vực đường dưới này. Họ sẽ kết thúc luôn cái trận đấu này ngay sau đây. Quát kill cho Quang Hải. Kenji không chỉ khiến cho khán giả phải nhớ đến mình về những pha tấu Hải đi vào lòng đất, mà còn là những tình huống xử lý điên rồ ở đẳng cấp cao. Kenji có mặt rất ít nhưng một cú có mặt của anh ta là có thể ép được cái trụ này băng vào từ Chihiro, sát thương là rất nhiều. Cần wow, hai tại đây đó chứ người Kenji. Wow. Anh ta hạ được một người rồi, thậm chí anh ta thể hạ được cả cái mạng của Hiro nữa. Ôi anh cầu. Ta còn cho mình đó là cầu băng xương. Cần hai quay trở lại và đó double kill dành cho nghệ sĩ Kenji. Bạn thích pha xử lý nào trong Castro Power One Play tuần 4 nhất? Hãy để lại bình chọn trên trang Cao Thủ Liên Quân nhé. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao